ok hello xin chào anh em nha rất vui vì đã quay trở lại với kênh video của mình trong video hôm nay mình sẽ bày cho mọi người một cái mẹo nhỏ là để mọi người ép thế lực nha mọi người ha thì thường là mọi người ví dụ như là trong trong liên minh thì anh em sẽ có những anh em vip hoặc là có những anh em lực chiến thấp không thể nào mà đi nổi cái hang thì những anh em lực chiến thấp thường là họ sẽ đợi những anh em vip vip để họ kéo để đi được cái hang cao nhất để được cái điểm thế lực đấy hoặc là nhiều anh em á là sẽ đợi cái cái thiên phú mà chuyên tâm săn bắn này này chuyên tâm săn bắn này này để mà dồn lại rồi cùng nhau hẹn cùng nhau đi để giảm được 20% thể lực hàng ngày á thì trong trong cái video trước thì mình đã có nói về cái việc mà cái thiên phú chuyên tâm săn bắn này rồi anh em nào mà chưa 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 xem video này á thì có thể search về cái kỹ năng thiên phú nâng cao ha video tên là kỹ năng thiên phú nâng cao đấy thì trong trường hợp mà mọi người chờ đợi đợi anh em để ép thể lực hoặc là trong những ví dụ như là mình biết ngày hôm sau là nó sẽ ra một cái event về tiêu thể lực tiên minh. Đấy, thì mình tích thể lực bằng cách nào? đây ví dụ như ở đây là mình 110 trên 120 rồi, sắp đầy thể lực rồi và nếu như mọi người không xài đây, mọi người không xài đây, thì cái thể cái thời gian phía sau khi mà full 120 á thì những cái thử thể lực bên đó nó sẽ không được cộng dồn, thì lúc đó mình sẽ làm cách nào trong khi mà mình không thể nào mà tự đi được hoặc là mình muốn tích để dành ngày hôm sau thì mình hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cái mẹo đó ha. thì sau khi xem xong video này của mình thì mọi người ủng hộ cho mình bằng cách like và đăng ký kênh nha. anh em nào mà có nhu cầu nạp game bảo hành chiết khấu từ 15 đến 20 phần trăm từ vào giai đoạn bảo hành tất cả với các gói nạp trong game vĩnh Viễn nha thì có thể liên hệ với mình qua cái số zalo. 0888 hay nha Mình có ghi giúp phần bình luận Rồi ok Thì mọi người sẽ làm cho mình Trong trường hợp là mọi người Ví dụ như là mọi người không có hành quân hoặc cái gì ha Với cái này là anh em nào mà có nhiều cái đạo quân này Anh em nào có nhiều cái đạo quân á Thì càng nhiều càng tốt Đây mọi người sẽ làm cho mình Thứ nhất là mọi người sẽ chọn một cái hang ổ Đúng không Mọi người chọn một cái hang ổ trước Xong đó sau đó mọi người mới tập kết tấn công mọi người tập kết tấn công ha ví dụ như hiện tại của mình là 110 này 110 32 trên 110 thế lực ha. thì mọi người chọn cho mình một giờ đó, một giờ để xác nhận rồi sau đó mọi người chọn một con lính chọn một con lính thôi lính nào thì mọi người Đấy chọn một con lính đấy thì mọi người ghim mọi người ghim tập kết tấn công đây ghim ở đây để làm gì ghim để cho cái nó nó giảm cái điểm thể lực của mọi mình đi mọi người thấy không Khi mà mình ghim cái giảm cái 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 điểm giảm thể lực này mình đi thì cái điểm thể lực nó trừ đi cái điểm thể lực nó sẽ trừ đi ha Nhưng và ví dụ như hồi nãy là mình 120 đi là mình ghim xong là nó chỉ còn có 178 thôi thì trong một tiếng đó là mình sẽ hồi được thêm um, thêm năm 5 ví dụ 5 phút đi thì mình sẽ hồi đầu thêm 12 điểm thể lực thì khi mà cái con khi, khi cái tập kết của mọi người hết một tiếng á, thì cái thể lực nó sẽ thay vì nó sẽ chỉ là 120 thì nó sẽ cộng thêm 32 thêm cái thêm lên 130 mấy nghĩa là nó sẽ cộng dồn cộng dồn được cái điểm thể lực đấy thì anh em nếu mà anh em tốt đó anh em lại full thì anh em lại tiếp tục làm thêm một cái nữa làm thêm một cái hai cái ba cái bốn cái năm cái như là mọi người trong thời gian đó mọi người có thể ép ép thế lực ép thế lực liên tục tại vì nó biết rồi, khi mà cái con khi mà mọi người tập mở cái tập kết này á hết giờ á, thì cái con kiến này nó sẽ đi đánh gỗ đó và đánh thất bại thì cái điểm thế lực nó sẽ trả về nó sẽ trả về nó sẽ trả về và lúc đó nó sẽ cộng dồn vào cái điểm thế lực của mọi người trên đây đấy anh em nào mà có có nhiều đạo quân anh em có thể ép ép thậm chí anh em có thể ép đến được khoảng hơn uh, gần 300 điểm thế lực uh, rồi lúc đó sau khi mà có nhiều anh em uh, anh em cùng nhau mở tập kết thì lúc đó anh em bật cái kỹ năng thiên phú lên để trong vòng 10 phút thì anh em có thể đánh 4 hoặc là 55 5 cái ổ cùng một lúc thì lúc đó thay vì uh, thay vì hồi nãy như là mình mình uh, tốn 32 điểm trên một cái ổ đi thì lúc đó mình chỉ tốn khoảng 24 hoặc là 25 điểm trên một cái ổ thôi đó uh, anh em đóng anh em ép thế lực anh em đánh cùng lúc như vậy Đấy, thì anh em sẽ giảm được tiết kiệm được rất là nhiều thế lực ha đấy ok đó là một cái mẹo cái mẹo dành cho những anh em chưa biết ha nhiều anh em mà kiểu chơi lâu rồi anh em sẽ biết được cái mẹo này hay còn nhiều, nhiều anh em mới mình nghĩ anh em chưa biết đâu cứ để cái thể lực nó full gì đó đấy anh em coi anh em ép đấy và cái này đặc biệt lợi hại trong cho cái event này nè cái event chủ động xuất kích này thấy anh em nào mà anh em nào mà mình có cái cái lịch sự kiện đó mình có cái lịch sử, sự, sự kiện bên đây nè đấy mình có cái lịch sự kiện bên đây anh em coi trước một ngày thường cái event này là là nó là cái event uh, liên minh đó, liên minh thì nó sẽ thông thông báo trước một ngày Ví dụ thông báo sắp mở bên đây nè đấy anh em biết thì tối hôm đó anh em cứ treo anh em cứ treo anh em ép thế lực để 7 giờ sáng em sau anh em mở anh em đi được nhiều điểm hơn liên giúp cho cái liên minh mình được cái top cao hơn đấy mọi người coi người, 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 quà top này rất là ngon đúng không đấy đây là những cái mẹo mà giúp cho cái liên minh của bạn hoặc là bạn mạnh hơn rất là nhiều đấy ok cảm ơn mọi người đã theo dõi video này hay nha ờ, nếu thấy video này hay có ý nghĩa thì cho mình một like và đăng đăng, đăng ký kênh ủng hộ mình cũng như share video này cho đến bạn bè cùng xem ok hẹn gặp lại mọi người nha anh em nào có nhu cầu nạp game thì ủng hộ mình qua số zalo ở bên dưới ghi dưới phần bình luận nha